Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 113. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Chân Ngộ. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 24 tháng 1 năm 1999. Địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Trang 68, hàng thứ hai từ dưới lên. Phục thứ khả ái nhạo quang minh thiên vương, đắc hằng thọ tịch tỉnh lạc nhi, năng giáo hiện tiêu diệt thế gian khổ giải thoát môn. Thanh tịnh diệu quang thiên vương, đắc đại bi tâm tương ưng hải nhất thiết chúng sanh hỷ lạc tạng giải thoát môn. Tự tại âm thiên vương, đắc nhất niệm trung phổ hiện vô biên kiếp nhất thiết chúng sanh phước đức lực giải thoát môn. Lần trước giảng đến chỗ này, hôm nay chúng ta xem tiếp vị Bồ Tát thứ tư. Tối thắng niệm trí thiên vương, đắc phổ sự thành trụ hoại, nhất thiết thế gian giai tức như hư không thanh tịnh giải thoát môn. Trong hội Hoa Nghiêm, những gì chúng ta thấy đó là đại chúng tham dự. Thông thường chúng ta đọc trong kinh Phật, chúng thành tựu trong lục chủng thành tựu. Hội Hoa Nghiêm phạm vi rất rộng, số chúng tham dự trong pháp hội nhiều vô lượng vô biên. Phần trước tôi có nói với các vị, pháp hội này là tận hư không biến pháp giới, cho nên số chúng tham dự trong pháp hội không thể nghĩ bàn. Đức Phật ở đây giới thiệu cho chúng ta các chủng tộc không giống nhau, các đoàn thể không giống nhau, không thể giới thiệu từng cái một. Chúng ta thấy nhiều thân phận không giống nhau, những hình tướng không giống nhau, kỳ thật đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Đúng như trong kinh nói, đáng dùng thân nào để độ liền thị hiện thân đó, đáng dùng nhị thiền thiên vương để độ thì thị hiện thân nhị thiền thiên vương. Ở chỗ này nêu ra cho chúng ta 10 vị nhị thiền thiên vương, kỳ thật các ngài đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Hoa Nghiêm đến đoạn này chưa giảng đến chánh văn, chúng ta chỉ giảng cho xong lục chủng thành tựu. Tiếp theo vẫn thuộc về văn tự lục chủng thành tựu. Chúng ta thấy đại chúng tham gia pháp hội tán thán Tỳ Lô Giá Na Như Lai, đây là các ngài đang tán thán Phật. Trước khi tán thán Đức Phật, trước hết kể cho chúng ta nghe ngài tu pháp môn nào mà được thành Phật. Giải thoát môn. Giải thoát
chính là thành Phật. Môn là con đường. Ngài tu theo pháp môn giải thoát nào? Môn là tượng trưng cho phương pháp pháp môn. Ý nghĩa của hai chữ giải thoát có sâu có cạn không giống nhau. Ở trong bộ kinh này, chính là nhất thừa Phật giáo. Nó thù thắng hơn cả Đại Thừa. Ở Trung Quốc, các vị cổ đức phán giáo, kinh Nhất Thừa có ba bộ: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Phạm Võng. Cổ đức gọi là kinh Nhất Thừa. Nhất Thừa chính là con đường thành Phật. Đại Thừa là thành Bồ Tát, Nhất Thừa là thành Phật. Khác nhau ở chỗ nào vậy? Pháp môn giải thoát này chính là pháp môn thành Phật. Chúng ta hãy nhìn xem, mỗi một vị Bồ Tát đều thị hiện một pháp môn, không hề giống nhau. Ở đây nói rất rõ ràng cho chúng ta một sự việc: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất kỳ pháp môn nào, chỉ cần quý vị chuyên tâm tu tập và hoằng truyền, thì quý vị có thể thành tựu Phật đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy không có vị nào tu học hai hoặc ba pháp môn cả. Các ngài chỉ tu một pháp môn mà thành tựu. Vị thứ tư, tối thắng niệm trí Thiên Vương. Đức hiệu của Thiên Vương phần trước tôi đã giới thiệu rồi, đoạn này tôi không nhắc lại nữa, chỉ giới thiệu pháp môn tu chứng của ngài. Cũng chính là nói pháp môn tu học chứng quả của ngài. Pháp môn tên là Phổ Sử Thành Trụ Hoại Nhất, Thiết Thế Gian Giai Tức Như Hư Không Thanh Tịnh. Đây là tên của pháp môn ngài tu. Ý nghĩa này bao quát rất thâm sâu và rộng lớn. Chúng ta thường xem thấy trong kinh luận, Đức Phật nói thế gian của chúng ta vô thường, thành trụ hoại không. Chúng sanh thuộc loài hữu tình, Đức Phật gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Thành phần thuộc vô tình, chúng ta ngày nay gọi là thực vật. Đức Phật nói sanh, trụ, dị, diệt. Đối với khoáng chất, đối với hiện tượng tự nhiên, nó không thuộc về động vật, cũng không thuộc về thực vật. Đức Phật nói thành trụ hoại không. Danh tướng tuy không giống nhau, nhưng ý nghĩa lại tương đồng. Ở đây nói rõ chân tướng của vũ trụ vạn pháp. Người thế gian, nhất là chúng sanh trong lục đạo, mê thức chân tướng sự thật,
Họ cho rằng những hiện tượng biến hóa vô thường này là thật có. Điều đó quý vị đã nhìn sai, suy nghĩ sai. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ về chân tướng sự thật. Các ngài giác ngộ từ những sự thật này. Cho nên gọi là tứ thánh pháp giới. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, họ đã giác ngộ, hiểu rõ thế gian và xuất thế gian rốt cuộc là cái gì. Họ hiểu rõ ràng, sáng tỏ. Sau khi sáng tỏ, họ ở trong cảnh giới tự tại, an vui, được đại tự tại. Người si mê không giác ngộ, ở trong cảnh giới này rất đau khổ. Mê mờ, tạo nghiệp và lãnh thọ quả báo. Quả báo, tôi nói rõ cho các vị biết, nhất định thời gian ở trong tam đồ lâu dài. Ở cõi người trời thì ngắn ngủi. Tuy Đức Phật nói ở trong lục đạo, nhưng Ngài nói với chúng ta, thời gian chịu quả báo ở địa ngục dài nhất. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói, thọ mạng ở địa ngục là vô số kiếp. Trong Kinh Địa Tạng có rất nhiều vị đồng tu niệm Phật đạt được thuần thục. Dùng vô số kiếp để tính kể. Tam thiện đạo thì thọ mạng của thiên nhân lâu dài, dài nhất là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thọ mạng 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp là bao lâu? Đây là con số thiên văn. Đức Phật nói với chúng ta, một đại kiếp là một hệ hành tinh của chúng ta. Thế giới này của chúng ta là một hệ hành tinh rất lớn, một sự tuần hoàn của thành trụ hoại không. Thành trụ hoại không là 4 trung kiếp. 4 trung kiếp hợp lại gọi là một đại kiếp. Lấy thế giới ta bà của chúng ta làm thí dụ. Thế giới ta bà thành trụ hoại không gồm bao nhiêu lần như thế? Có 8 vạn lần. Thế giới thành trụ hoại không 8 vạn lần. Thọ mạng của họ mới hết. Quý vị nghĩ xem thọ mạng này nó dài cỡ nào? Thành trụ hoại không của thế giới không liên quan đến họ. Họ ở cõi trời vô sắc giới. Từ đó chúng ta có thể biết, nếu họ ở cõi sắc giới thì thành trụ hoại không sẽ gây chướng ngại cho họ. Thế giới hoại diệt rồi, hết cách, thọ mạng của họ cũng hết. Cho nên thọ mạng ở cõi vô sắc giới rất dài, không chịu ảnh hưởng của thành trụ hoại không. Dài đến 8 vạn đại kiếp. Nhưng quý vị phải hiểu rõ, địa ngục A Tỳ cũng không chịu sự ảnh hưởng của thành trụ hoại không.
Thọ mạng của họ cũng vô lượng kiếp. Hay nói cách khác, thành trụ hoại không ở thế giới này của chúng ta vô lượng lần. Thế giới này hoại diệt, họ đi đến chỗ nào chịu khổ đây? Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, họ chuyển đến một địa ngục A Tỳ của thế giới khác để chịu khổ. Thế giới ấy hoại diệt, họ lại chuyển đến địa ngục A Tỳ của thế giới khác để chịu khổ. Người chịu khổ ở trong địa ngục A Tỳ thường phải chuyển dời từ địa ngục này đến địa ngục khác, từ địa ngục khác đến địa ngục này. Sau một thời gian thế giới này thành tựu, họ lại quay trở về. Thật là đau khổ. Đây là điều mà trong kinh Đức Phật nói với chúng ta. Đó chính là chân tướng sự thật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói cho chúng ta pháp chân thật. Ở trong pháp chân thật, Đức Phật nói tất cả hiện tượng không phải chân thật, đều là như hư không, thanh tịnh vô vi. Đây là lời chân thật. Cách nói này là Thế Tôn nói theo chân đế. Phần trước nói phổ sử thành trụ hoại nhất thiết thế gian là nói theo tục đế. Theo tục đế tướng là thật có, nói theo chân đế tướng là giả, không phải thật. Không gian là giả, thời gian cũng là giả. Chúng ta đọc Bách Pháp Minh Môn Luận, thời phân là khái niệm của thời gian, phương phân chính là khái niệm không gian của người thời nay. Thời gian, không gian đều thuộc vào bất tương ưng hành pháp. Cái gọi là bất tương ưng hành pháp, nói theo kiểu thời nay, nó không phải là sự thật, chỉ là ảo tưởng. Chúng sanh ở trong ảo tưởng sanh ra hiện tượng. Người thời nay gọi nó là khái niệm trừu tượng. 24 thứ bất tương ưng chính là 24 loại khái niệm trừu tượng. Về sự không thể nói nó không có, trên thực tế nó không có thể tánh. Nhưng chỉ cần quý vị khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì khái niệm trừu tượng này tồn tại. Lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khái niệm trừu tượng này là liễu bất khả đắc. Thời gian, không gian là liễu bất khả đắc. Vấn đề này hiện nay trong giới học thuật cho nó là vấn đề triết học. Nhưng Đức Phật đem những sự thật này nói với chúng ta rất rõ ràng. Người giác ngộ, hiểu rõ, đối với những sự tướng này sẽ không chấp trước, sẽ không còn phân biệt. Cuộc sống của quý vị sẽ được tự tại. Cuộc sống của quý vị sẽ được đại tự tại. Quý vị cùng với chư Phật Bồ Tát không khác nhau. Đến thế gian này để du hí thần thông. Tại sao lại đến thế gian này? Nhất định chúng sanh trong thế gian này có cảm. Quý vị đến để ứng hóa. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa mà đến.
đến để giúp chúng sanh giác ngộ. Trong Kinh giáo Đại Thừa thường nói tam luân ứng hóa. Tam luân là nói ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta. Ý muốn nói gì? Ý muốn nói bổn nguyện đã phát ở trong nhân địa thuở quá khứ của chư Phật Bồ Tát. Bổn nguyện chính là tứ hoàng thệ nguyện, bổn nguyện các ngài từng phát để độ chúng sanh. Bây giờ quý vị thành Phật, bổn nguyện của quý vị phải thực hiện, không thể nói rồi không làm. Thái độ chúng sanh, cho nên chúng sanh có cảm, quý vị tự nhiên có ứng. Nên ứng hiện thân như thế nào? Tùy theo tâm của chúng sanh, không phải tùy theo tâm của mình. Tùy theo tâm của mình thì chính quý vị đã có phân biệt chấp trước. Cho nên không tùy theo tâm mình, mà tùy theo tâm chúng sanh. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện ra như thế. Trong Phẩm Phổ Môn có nói: người đáng dùng thân Phật Phật để độ, liền hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp. Đáng dùng thân Phật, trong tâm chúng ta nghĩ đến Phật, liền hiện thân Phật. Trong tâm chúng sanh nghĩ đến Bồ Tát, liền hiện thân Bồ Tát. Trong tâm chúng sanh nghĩ đến La Hán, liền hiện thân La Hán. Ở đây tâm chúng sanh nghĩ đến Thiên Vương, liền hiện thân Thiên Vương. Không phải mình muốn hiện thân gì thì mình hiện thân ấy. Nói cho quý vị biết, đó là phàm phu, không phải là thánh nhân. Thánh nhân vô niệm, không có vọng tưởng, không có ý niệm. Cho nên hiện thân thuyết pháp đều là tùy tâm ứng hiện. Làm sao có thể tùy tâm ứng hiện? Đức năng tự tánh bát nhã, pháp vốn như vậy, để lộ một cách tự nhiên, biểu lộ một cách tự nhiên, không có miễn cưỡng một mảy may nào. Cho nên Đức Phật không có cách nào hình dung, mới nói dù hí thần thông, để cho chúng ta từ trong danh từ này hiểu một cách thấu đáo. Nhưng phàm phu thì không như thế. Phàm phu cho những cái hư vọng này là chân thật, quá sai lầm, mê mờ ở chỗ này. Ở trong đây khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, từ đó tạo nghiệp chướng vô lượng vô biên, biến hiện cảnh giới lục đạo luân hồi. Lục đạo thập pháp giới vốn không có, cảnh giới này từ đâu mà có? Đức Phật nói trong những cảnh giới này từ tâm tưởng sanh. Từ tâm tưởng sanh chính là duy thức sở biến của tướng tổng. Cảnh giới là do thức biến, hình tướng là do tâm hiện. Tâm hiện thức biến, đều không phải chân thật. Năng biến, sở biến đều là không tịch, đương thể tức không, liệu bất khả đắc.
Đây mới là chân tướng sự thật. Quý vị hiểu rõ, thấu triệt chân tướng sự thật này gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, quý vị ở trong hiện tượng này có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hòa quan đồng trần cùng với tất cả chúng sanh. Nhưng tâm của quý vị phải thanh tịnh, tuyệt đối không ô nhiễm. Hay nói cách khác, quý vị nhất quyết không có phân biệt, nhất quyết không có chấp trước, nhất quyết không để lại dấu ấn. Quý vị chính là chư Phật Bồ Tát, cho nên quý vị ở thế gian này hình tướng giống với mọi người, nhưng trên thực tế thì không giống nhau. Dụng tâm không giống. Quý vị dùng chân tâm, phàm phu dùng vọng tâm. Cảnh giới này tuy không phải là của chúng ta, là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta cũng cần phải hiểu, phải nghe nhiều, đọc nhiều, rất có lợi ích đối với sự tu học của chính mình. Ít nhất phải luôn luôn cảnh giác chính mình rằng chúng ta sai rồi. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, chính mình sẽ tự biết đã nghĩ sai, nhìn sai và làm sai. Biết chính mình sai lầm, đây gọi là thị giác. Quý vị bắt đầu giác ngộ, quý vị có thể sửa đổi những sai lầm của mình. Đây gọi là công phu. Thật sự siêng năng sửa đổi sai lầm, công phu quý vị đắc lực. Có lẽ có một số bạn đồng tu sẽ nghi ngờ. Chúng ta cũng thường nghe kinh, cũng thường tụng kinh, cũng biết chính mình nghĩ sai, nói sai, làm sai, luôn luôn muốn sửa đổi nhưng sửa không nổi, ngày ngày đều sanh phiền não, muốn sửa đổi nhưng sửa không được. Lời này là chân thật. Tôi cũng biết tâm tốt của quý vị. Quý vị muốn sửa đổi, nhưng tôi khẳng định quý vị sửa không được. Vì sao sửa không được? Vì quý vị muốn sửa. Quý vị đã hiểu chưa? Quý vị muốn sửa, đó là vọng tưởng. Vọng tưởng thì làm sao có thể sửa đổi vọng tưởng được? Vọng tưởng nhất quyết không thể sửa đổi hư vọng được. Dùng cái gì để sửa đổi? Dùng chân tâm. Mỗi ngày quý vị không chịu dùng chân tâm để diệt vọng tâm, muốn đoạn trừ vọng tưởng. Vọng tưởng không có năng lực đoạn trừ trong vọng tưởng. Về mặt căn bản đã phạm một sai lầm. Quý vị phải dùng chân tâm mới được. Như thế nào là chân tâm? Bồ đề tâm là chân tâm. Pháp Đại Thừa xây dựng trên cơ sở Bồ đề tâm. Tất cả kinh luận đều khuyên quý vị phải phát Bồ đề tâm. Quý vị không phát Bồ đề tâm được. Vì sao không phát Bồ đề tâm được? Vì vọng tâm này
từ vô thủy kiếp nuôi dưỡng đã trở thành thói quen. Muốn bỏ nhưng bỏ không được. Đây là sự thật. Chúng ta học Phật, các vị đồng tu ngồi ở đây, chính chúng ta rất hiểu rõ, rất sáng tỏ. Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, chúng ta không phải đời này mới học Phật. Trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều đã học Phật. Trong quá khứ vô lượng kiếp đến nay, đều gần gũi với rất nhiều chư Phật Như Lai. Nhiều đến mức độ nào chính chúng ta cũng không dám tin. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn dạy một nhóm người của A Xà Phương Tử. Họ có một đoàn thể nhỏ gồm 500 người. Đến nghe Đức Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ, họ nghe rất hoan hỷ. Trong tâm khởi ý niệm, tương lai chúng ta cũng thành Phật giống Đức Phật A Di Đà. Đức Phật có thần thông, nên quý vị suy nghĩ điều gì Đức Phật đều biết. Đức Phật nói với mọi người, quý vị ở đây gồm có 500 người. Nhóm người này trong đời quá khứ từng cúng dường 400 ức Đức Phật. Quý vị nghĩ xem, cái thiện căn phước đức đó sâu dày bao nhiêu. Cúng dường 400 ức Đức Phật có thể sánh với quý vị được chăng? Làm sao sánh được? Tại sao không sánh được? Tại họ không phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có phải hỏng rồi chăng? Quý vị hôm nay an nhiên phát tâm đến niệm Phật đường, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quý vị ở đời quá khứ cúng dường chư Phật Như Lai còn nhiều hơn họ nữa. Họ cúng dường 400 ức Đức Phật, quý vị có thể cúng dường 500 ức, 600 ức Đức Phật. Nếu không như thế, làm sao quý vị có thể phát tâm đến niệm Phật đường niệm Phật? Mới biết trong đời quá khứ chúng ta tu tập thật sự không thể nghĩ bàn. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ lại, quá khứ thiện căn sâu dày như thế, vậy mà bây giờ vẫn còn chìm đắm ở đây, có đáng thương không? Những điều này tôi nói với quý vị đều là sự thật. Vì sao chìm đắm ở chỗ này? Giống như đi học, học rất nhiều năm, mỗi lần thi đều là điểm không. Thì mấy mươi năm, năm nào cũng ở lại lớp, một bước không thể đủ bước lên cao. Chúng ta cũng giống như vậy. Đời quá khứ cúng dường 500-600 ức Đức Phật, học Phật lại là điểm không. Nguyên nhân vì sao? Quý vị không đoạn trừ tập khí phiền não, mỗi ngày vẫn thuận theo phiền não, không thuận theo tự tánh. Nguyên nhân là ở đây. Thế nào là thuận theo phiền não? Chúng ta thử đưa ra một ví dụ. Khởi tâm niệm luôn muốn khống chế người khác. Ở nhà, quý vị làm cha mẹ khống chế con cái, làm con cái thì lại tìm cách khống chế cha mẹ. Khởi ý niệm này thì tiêu rồi. Muốn khống chế người, việc, vật, muốn chiếm hữu người, việc, vật. Quý vị không hiểu khởi tâm niệm này là nguồn gốc căn bản nhất của tai họa.
Biết bao giờ quý vị mới có thể thành Phật đây? Ngày nào quý vị đoạn trừ ý niệm vọng tưởng, nhất định không khởi ý niệm này, không muốn khống chế bất cứ người nào, bất cứ sự việc nào, bất cứ đồ vật nào, cũng không muốn chiếm hữu con người, chiếm hữu sự việc và chiếm hữu đồ vật. Bảo đảm quý vị thành Phật ngay trong đời này. Được như thế, quý vị đã thành công. Sự việc này, đời quá khứ quý vị có được nghe chưa? Có nghe rồi. Nghe rồi nhưng không làm, ra khỏi cửa thì quên mất, vẫn làm theo tập khí cũ. Vì thế đời này quý vị không thể thành tựu, không thể thành tựu, quý vị vẫn phải chịu luân hồi mãi trong vòng lục đạo. Quý vị nói xem, lúc nào quý vị có thể thành tựu, lúc quý vị có thể buông bỏ tất cả, thì quý vị thành tựu. Nhìn thấu là giải ngộ, buông bỏ là chứng ngộ. Nhìn thấu mà không thể buông bỏ thì chẳng có tác dụng gì. Ngày xưa các vị đại đức có nói một câu: nhìn thấu triệt, nhẫn không được. Nhẫn không được thì vẫn phải luân hồi, tiếp tục trôi lăn trong ba cõi sáu đường. Người có tu dưỡng phải cắn răng để chịu đựng nó. Nhẫn người không thể nhẫn. Như thế nào là nhẫn người không thể nhẫn? Chính là những vọng niệm này. Người bình thường không nhẫn nổi, nhưng quý vị có thể nhẫn được. Quý vị có thể buông bỏ, có thể buông nó ra ngoài suy nghĩ. Quý vị đoạn trừ tất cả, đời này quý vị có thể thành tựu vô thượng đạo. Nếu thật sự buông bỏ được thì cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Phải thật sự thông đạt, nhìn thấu giúp cho quý vị buông bỏ, buông bỏ càng giúp cho quý vị thấu triệt hơn. Hai phương pháp này hỗ trợ cho nhau. Các vị Bồ Tát thành tựu vô thượng đạo đều sử dụng phương pháp này. Kinh Kim Cang Bát Nhã giúp cho chúng ta nhìn thấu. Đức Phật nói với chúng ta: tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều không ngoài năng và sở. Chúng ta nói chiếm hữu, chiếm hữu là muốn đạt được. Khống chế cũng là muốn đạt được. Trong đó có năng đắc, ngã là năng đắc. Những thứ như người, việc, đồ vật là sở đắc của ta. Đức Phật nói với chúng ta: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Quý vị đều biết trong Kinh Kim Cang nói về ba loại tâm bất khả đắc. Ba loại tâm bất khả đắc nghĩa là gì? Là không có tâm năng đắc. Năng đắc là không, năng đắc là giả. Đó là khái niệm trừu tượng. 24 bất tương ưng hành pháp, loại đầu tiên là đắc. Đắc là khái niệm trừu tượng, tuyệt đối không phải thật.
những sở đắc của quý vị, con người cũng được, sự việc cũng được, đồ vật cũng được, không gì là không phải do duyên sanh. Kinh Bát Nhã có nói: duyên khởi tánh không, tướng tuy có nhưng thể vốn không. Chính là đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Tất cả người, việc, vật thuộc sở đắc của quý vị đều đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Đức Phật đã nói rất rõ ràng, năng đắc sở đắc đều là giả, đều là không. Chư Phật Như Lai không thể làm được, quý vị có thể làm được những điều đó, thế chư Phật Như Lai đều phải lại quý vị làm thầy, đều phải quy y với quý vị. Làm gì có đạo lý này? Do đó có thể biết, chúng ta có ý niệm khống chế người, việc, vật. Có ý niệm muốn đạt được, hoàn toàn sai lầm. Tất cả hiện tượng là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đức Phật không nói hiện tượng nào ngoại lệ. Đức Phật hiện thân thuyết pháp cho chúng ta, tướng của Ngài cũng là giả, không phải thật. Phật là giả, pháp là giả. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói, chánh pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Cái giả quý vị có thể thọ nhận, nhất định không được sanh tâm đắc. Quý vị có tâm niệm khống chế, có tâm niệm đạt được, có tâm niệm chiếm hữu, thật quá sai lầm. Thế là tạo nghiệp chướng rồi. Quý vị thọ nhận không có tội. Thọ nhận là du hí thần thông. Đại sư Thanh Lương trong kinh này nói với chúng ta, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bất khả đắc cùng với bất khả đắc, chỗ nào chướng ngại? Không có chướng ngại. Đắc ở trong bất khả đắc mới có chướng ngại. Nếu tâm quý vị đối với tất cả vạn pháp vũ trụ, pháp thế gian và xuất thế gian đều có tâm niệm bất khả đắc, thì quý vị tiếp nhận tất cả vạn pháp không có chướng ngại. Tôi vừa nói, nếu quý vị không có tâm niệm được và mất, không có tâm niệm chiếm hữu, không có tâm niệm khống chế, thì bất cứ điều gì cũng không chướng ngại. Quý vị ở trong cảnh duyên chắc chắn được đại tự tại. Người nào được đại tự tại thì chúng ta gọi người ấy là chư Phật Bồ Tát. Ở trong bất khả đắc khởi vọng tưởng, cho rằng có sở đắc, nhất quyết không bị khống chế. Chính mình nhất định cho rằng tôi phải khống chế nó. Đây gọi là khởi vọng tưởng. Quý vị có ý niệm này thì ở đâu cũng bị chướng ngại, khắp nơi đều thành chướng ngại. Phần cuối của Kinh Kim Cang, Đức Phật kết luận cho chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Đây là nói rõ chân tướng sự thật. Chúng ta tiếp xúc với tất cả cảnh duyên, chính chúng ta phải lập tức cảnh giác rằng chỉ là giấc mộng mà thôi. Hơn nữa giấc mộng này rất ngắn ngủi, như sương cũng như điện. Điện là gì? Là từng sát na liên tiếp, cho thấy rằng những vật này là giả, là vô thường. Như sương, sương là hạt sương. Ý nói đây là sát na liên tục.
Tuy sát na liên tiếp nhau, nghiệp lực ra sức chống đỡ, thời gian chống đỡ có hạn, sức lực cũng có hạn, khi tan biến thì trở thành số không. Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều rồi, không còn mê mờ nữa, trong tâm đã thật sự thanh tịnh, biết rõ tất cả thế gian, hư không pháp giới, ta bà thế giới cũng như thế, cõi nước mười phương chư Phật ha chẳng phải không như thế. Đều như hư không. Đây là nói rõ huyễn cảnh của mộng huyễn bào ảnh. Quý vị phải thanh tịnh mới thật sự thấy được điều ấy. Không có pháp nào không thanh tịnh. Vì sao? Vì thể tánh của các pháp vốn là tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh. Không những thanh tịnh mà còn là không tịch. Bát Nhã Tâm Kinh có nói cho chúng ta rằng sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là chỉ cho vạn sự vạn vật. Dùng một chữ này để tượng trưng cho pháp tướng. Pháp tướng có nói trong tông pháp tướng, không là gì, là pháp tánh. Cho nên nói tánh không khác tướng, tướng không khác tánh. Tánh tướng là một, tánh tướng không hai. Như vậy quý vị mới thấy tất cả pháp không có một pháp nào không thanh tịnh. Ý nghĩa của câu này, người học Phật thường hay nói, chứng được thanh tịnh pháp thân, tối thắng niệm trí thiên vương, chứng được thanh tịnh pháp thân. Cho nên Ngài không phải là thiên vương phàm phu. Ngài là pháp thân đại sĩ, đã chứng được thanh tịnh pháp thân. Nói không chừng Ngài là chư Phật Như Lai lên thuyền từ trở lại thì hiện độ sanh. Làm gì có nhân vật bình thường. Pháp môn này của Ngài chính là quán sát từ trong vô thường mà thấy cái chân thường, cũng chính là từ trong pháp tướng thể hội được pháp tánh. Bước vào từ cánh cửa này, quý vị sẽ thành tựu vô thượng đạo. Mời quý vị xem tiếp vị thiên vương thứ năm. Khả ái nhạo tịnh diệu âm thiên vương, đắc ái nhạo tính thọ nhất thiết thánh nhân pháp giải thoát môn. Pháp môn của vị thiên vương này chứng được rất dễ hiểu, kỳ thật cũng rất dễ học. Pháp môn Ngài chứng là ái nhạo tính thọ nhất thiết thánh nhân pháp. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Nhất thiết thánh nhân pháp chính là chỉ cho Phật Pháp Đại Thừa.
Nhất thiết thánh nhân chính là tam hiền thập thánh mà chúng ta thường nói. Ngài rất thích, rất quý pháp tu của tam thiền thập thánh. Nhạo là thích học. Ngài tin tưởng, tiếp nhận, có thể tín thọ phụng hành. Ý nghĩa này không những rõ ràng dễ hiểu mà còn vô cùng thực tế. Nhưng cũng không dễ dàng làm được. Chữ khó nhất là chữ nào? Đó là chữ tín. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, tín là chiếc nôi của công đức. Trưởng dưỡng tất cả các thiện căn. Chúng ta đối với Phật Pháp đã tin chưa? Không thể nói quý vị không tin. Cũng không thể nói quý vị thật sự tin. Trước đây, sau 2 năm xuất gia, tôi mới thọ giới. Tôi học Phật được 7 năm thì xuất gia. Vừa mới xuất gia thì Pháp sư Bạch Thánh bảo tôi đến dạy học ở Phật học viện. Tôi mới xuất gia liền làm thầy giáo dạy học ở học viện Tam Tạng. Lúc ấy giáo viên người xuất gia dạy học ở học viện Tam Tạng có 4 vị, bao gồm Pháp sư Bạch Thánh, Pháp sư Tịnh Tâm, Pháp sư Minh Bổn và tôi. Lúc ấy ngay cả giới Sa Di tôi cũng chưa thọ. Vậy mà đến học viện làm thầy giáo, cư sĩ tại gia cũng có 2-3 người. Phật học viện thời ấy, tôi nhớ lúc ấy những đại pháp sư ở Đài Bắc bây giờ, như Pháp sư Tâm Điền, Pháp sư Minh Thừa đều là học trò. Sau 2 năm, tôi có cơ duyên được thọ giới ở chùa Hải Hội. Sau khi thọ giới, tôi đến Đài Trung thăm thầy Lý. Người bình thường gọi là tạ giới. Thầy Lý gặp tôi, chỉ vào tôi mà nói, ông phải tin Phật. Các vị thử nghĩ xem, tôi học Phật 7 năm mới xuất gia, lại giảng kinh 2 năm vừa thọ giới về. Ngài chỉ vào tôi nói, ông phải tin Phật. Tôi đứng ngớ người ra. Sao tôi không tin Phật được chứ? Sau đó thầy khai thị cho tôi, giảng cho tôi một bài đạo lý. Tin Phật rất khó. Từ đó tôi mới hiểu tính giải hành chứng. 4 chữ chính là 1 chữ. Trong 1 chữ này thiếu đi 3 chữ khác. Thế là quý vị không tin. Thế nên trong chữ tín gồm có những gì? Gồm có giải hành chứng. Điều này thật không dễ dàng.
Trong giải lại có tính hành chứng. Trong chứng có tính hành giải. Như thế chúng ta mới hiểu rõ được điều này. Ngày nay chúng ta đã có tính, có giải chăng? Chưa có giải. Đã làm chưa? Vẫn chưa làm. Thế thì không gọi là tin. Niềm tin ấy mọi người trong xã hội gọi là mê tín. Mọi người nói chúng ta học Phật là mê tín. Chúng ta phải công nhận điều đó. Chúng ta thật sự mê tín. Tại sao? Phật là gì? Chúng ta không biết. Ngay cả câu hỏi về Đức Phật trả lời cũng không được. Vậy mà họ an nhiên nói tin Phật. Số người ấy rất nhiều, không phải ít. Chưa hiểu rõ ràng mà tin. Rất hiếm thấy, rất hy hữu. Tôi vẫn tương đối may mắn hơn. Tôi chưa hiểu sự việc này rõ ràng, sáng tỏ. Mà bảo tôi tin thì vô cùng khó. Nhưng khi tôi đến chỗ của thầy giáo Lý, thầy Lý vẫn không chấp nhận tôi tin Phật. Quý vị nghĩ xem, trình độ của thầy cao cỡ nào, tôi vẫn không thể đạt được cái tiêu chuẩn của thầy. Vẫn bị quở trách. Người đáng bị quở trách thì không phải là ít. Từ đó đã cho tôi một sự cảnh giác rất cao. Nhất định phải thâm nhập kinh tạng, hiểu sâu nghĩa lý, y giáo phụng hành mới gọi là tin Phật. Năm ấy, thầy giáo Lý dạy tôi, quan hệ của chúng tôi thật sự không giống với những người khác. Có rất nhiều điều, ngay cả lúc giảng kinh thầy cũng không nói. Thầy lẩn tránh, sợ xúc phạm đến người. Còn riêng đối với tôi, thật sự quý mến, cho nên bất cứ điều gì cũng dạy. Thầy bảo tôi quan sát thật kỹ. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người xuất gia suốt đời không tin Phật. Trong tất cả các bộ kinh, hầu như bộ kinh nào Đức Phật cũng có nói. Cũng dặn dò một câu như vậy. Thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết. Bất cứ bộ kinh nào Đức Phật đều nói câu này. Hơn nữa câu nói này không chỉ xuất hiện một lần, mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Quý vị tụng Kinh Kim Cang, người tụng Kinh Kim Cang rất nhiều. Câu nói này ở trong Kinh Kim Cang lặp lại bao nhiêu lần? Quý vị đã đếm chưa? Đức Thế Tôn nói nhiều lần như thế, có thể thấy rằng câu nói này rất quan trọng. Câu nói này là gì? Câu nói này chính là tín nhạo. Thứ nhất là bảo quý vị phải thọ trì, phải tiếp nhận. Trong chữ thọ, nó bao gồm cả tín và giải. Hành cũng có trong đó. Trì là bảo quý vị gìn giữ không được làm mất. Tín, giải và hành của quý vị phải giữ gìn mãi mãi.
luôn luôn đọc tụng, đây chính là tự lợi. Diễn nói cho người khác là lợi tha. Diễn là gì? Làm gương cho người khác xem, gọi là diễn. Người khác thỉnh cầu quý vị dạy, quý vị giảng giải tường tận cho họ, đó gọi là thuyết. Diễn nói cho người là hóa tha. Người như thế mới gọi là tín nhạo. Chúng ta thường tụng kinh đến đoạn này, tụng một cách mơ hồ, qua loa. Như thế làm sao có thể được thọ dụng? Quý vị đối với Phật Pháp có thực sự yêu thích chăng? Hôm nay ở chỗ này chúng ta sắp xếp một bộ kinh Hoa Nghiêm. Một bộ kinh Hoa Nghiêm cao như thế, bên cạnh xếp một đống đô la cao giống như vậy. Quý vị muốn cái nào? Quý vị nghĩ xem, mình thật sự yêu thích Phật Pháp chăng? Quý vị yêu thích cái nào? Ngày đó có thể nhận ra quý vị yêu thích Phật Pháp là thật hay giả. Nhạo là yêu thích, là thích. Quý vị thích danh văn lợi dưỡng, thích ngũ dục lục trần, hay thích giảng kinh thuyết pháp đây? Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này, hiểu thật rõ ràng. Phải buông bỏ hết tất cả danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đi đến niệm Phật đường để niệm Phật, đi đến giảng đường để nghe kinh. Như thế mới thật sự yêu thích Phật Pháp, yêu thích Đại Thừa. Sự yêu thích ấy, sự yêu thích ấy vẫn còn chia thứ bậc, trong đó vẫn còn phân biệt nhân duyên. Nhưng bất cứ nhân duyên nào cũng không thể dao động tâm tu học Phật Pháp của chúng ta. Như thế tính tâm của quý vị mới kiên định. Nếu tính tâm quý vị kiên định thì tác dụng không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy tính tâm thanh tịnh liền sanh thật tướng. Ngày nay, tính tâm của chúng ta không thanh tịnh. Nếu thanh tịnh thì sẽ sanh thật tướng. Sanh thật tướng thì sanh trí tuệ chân thật. Ngày nay, tại sao trí tuệ chúng ta không khai sáng? Vì tính tâm chúng ta không thanh tịnh, tính tâm không kiên cố, cho nên không sanh trí tuệ. Mỗi ngày trong cuộc sống có rất nhiều phiền não, rất nhiều việc lo lắng, phiền não. Rõ ràng tâm quý vị không thanh tịnh. Nếu thật sự thanh tịnh, phiền não đâu ra? Quý vị chỉ có trí tuệ, không có phiền não. Thiên vương từ pháp môn này mà minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta thấy dường như rất đơn giản, nhưng xét kỹ thật sự không đơn giản tí nào. Ngày nay trên thế gian, người tu pháp môn tịnh độ rất đông, người niệm Phật cũng rất nhiều, người cầu sanh tịnh độ cũng nhiều. Trong số người này có được bao nhiêu người toại nguyện?
Ngày trước, khi tôi thân cận với thầy Lý, năm ấy, các vị đồng tu ở Bạch Liên xã Đài Trung có hơn 20 vạn người. Thầy Lý thường nói, trong số những người niệm Phật này, thực sự được vãng sanh, trong 1 vạn người, chỉ được 2-3 người. Chúng ta thử nghĩ, thực sự tỷ lệ không đạt. Rốt cuộc nguyên nhân ở chỗ nào? Vì không có lòng tin. Không y giáo phụng hành. Những người tu học Tịnh Độ Tông cần phải ghi nhớ, trong Quán Kinh Đức Thế Tôn khai thị cho phu nhân Vi Đề Hy, phu nhân gặp phải cơn biến cố của gia đình. Biến cố rất trọng đại. Con trai của phu nhân cấu kết với Đề Bà Đạt Đa. Nói theo kiểu bây giờ là biến cố chính trị. Đứa con trai muốn làm quốc vương, muốn đoạt quyền lực của cha, mới giết cha, hại mẹ, phá hòa hợp tăng, phạm tội ngũ nghịch. Phu nhân Vi Đề Hy lãnh chịu đại nạn này, bà cảm thấy thế gian này không có ý nghĩa gì nữa. Nên bà đến cầu xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Bạch Thế Tôn, có thế giới nào tốt hơn ở đây chăng? Bà muốn dời chỗ ở, không muốn ở thế gian này nữa, nên khởi tâm niệm như thế. Thế Tôn cho bà mãn nguyện, mới dùng thần lực đem cõi nước 10 phương chư Phật hiện ra ở trước mặt bà, để chính mắt bà nhìn thấy, giống như bây giờ chúng ta đang xem truyền hình vậy. Hình tượng cõi nước 10 phương chư Phật bà nhìn thấy rồi. Sau đó bà thưa với Thế Tôn, thế giới cực lạc rất đẹp, còn muốn đi đến nơi ấy. Cầu xin Đức Thế Tôn dạy cho bà phương pháp để vãng sanh thế giới cực lạc. Đức Thế Tôn không chủ động giới thiệu cõi nước của vị Phật nào đẹp nhất. Ngài không chủ động giới thiệu, mà Ngài đem tất cả cõi nước chư Phật hiện ra trước mặt quý vị, để chính quý vị chọn lấy. Bà Vi Đề Hy chọn thế giới Tây Phương cực lạc. Đức Thế Tôn dùng phương pháp này cho chúng ta thấy, thế giới cực lạc thật tuyệt vời. Phu nhân Vi Đề Hy đã chọn đúng. Nhưng đi đến đó bằng cách nào?
Trước khi Thế Tôn dạy cho bà, trước tiên Ngài dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước. Ngài còn nói với bà ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Quý vị nói xem câu nói này quan trọng chừng nào. Tam thế chư Phật ngày nay chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả đều là chư Phật. Pháp môn của các ngài tu học không giống nhau, nhưng phải biết rằng không có vị Phật nào tu tập thành tựu mà không phải từ căn bản tịnh nghiệp. Điều đó muốn nói lên rằng chúng ta ở trong đây thấy nhiều pháp môn như thế, pháp môn giải thoát tu tập của mỗi người. Tất cả các pháp môn giải thoát ấy đều lấy tam loại tịnh nghiệp làm căn bản. Nếu quý vị nói tôi không thể chăm chỉ tu tập ba loại tịnh nghiệp này, thì mỗi ngày niệm danh hiệu Phật 10 vạn niệm cũng không thể vãng sanh. Cổ Như Có nói, niệm rác cổ họng cũng vô ích. Chúng ta xem xét một cách tỉ mỉ những người vãng sanh. Quý vị quan sát họ thật kỹ càng xem họ đối với ba điều 11 câu này, quý vị nghĩ họ có đầy đủ chăng? Chắc chắn đã đầy đủ. Hiếu thảo với cha mẹ, luôn tôn kính sư trưởng, từ bi không sát sanh, tu tập thập thiện nghiệp, nhất định là hạng người này. Dù rằng người vãng sanh ấy là một bà già, một chữ cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, quý vị xem xét kỹ sẽ thấy bà ấy tương ưng với những điều này. Quý vị hỏi bà ấy cái gì gọi là thập thiện nghiệp, bà ấy không biết, nhưng bà ấy thực sự làm được. Cho nên bà có thể vãng sanh. Điều phước thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Người vãng sanh ấy nhất định là không làm các việc ác, luôn làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm mình. Người ấy cũng không hiểu cái gì là giới luật, nhưng tâm của người ấy thật sự thanh tịnh, không có ác niệm. Nhất định không có tâm niệm và hành động làm tổn hại người khác. Tất cả giới luật người ấy đều đầy đủ. Tâm luôn từ bi, nhìn thấy mọi người gặp khó khăn sẽ giúp đỡ. Ấy gọi là Bồ Tát giới. Người ấy không hiểu cái gì gọi là giới luật, cũng không biết cái gì gọi là giới điều. Từ trước đến nay cũng chưa hề thọ giới, nhưng giới của người ấy hành trì đầy đủ. Phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên người tiến tu. Quý vị nghĩ xem, bốn điều này người ấy đều có đủ. Phát tâm Bồ Đề, thực sự cái gì gọi là phát tâm Bồ Đề, người ấy không hiểu, nhưng người ấy thực sự đã phát. Người ấy phát tâm như thế nào? Trong tâm chỉ có một niệm muốn cầu sanh tịnh độ, chính là muốn thấy Đức Phật A-di-đà. Người ấy không có tâm niệm nào khác. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải có nói với chúng ta, tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Chúng ta nghĩ điều này có lý chăng? Rất có lý. Quý vị giảng Bồ Đề tâm cho người ấy, cái gì là thâm tâm, cái gì là đại bi tâm, người ấy không hiểu, càng giảng người ấy càng mơ hồ. Nhưng thật sự tâm Bồ Đề của người ấy đã viên mãn đầy đủ. Tin sâu nhân quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Họ hoàn toàn không biết. Mỗi ngày đều niệm Phật, quả nhiên người ấy vãng sanh thành Phật.
Cho nên người ấy tuy không biết nhưng hoàn toàn làm được. Kinh Đại Thừa người ấy không tụng, chỉ chuyên nhất một câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tựa đề của tất cả kinh điển Đại Thừa. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phần trước chúng tôi có nói với quý vị rất rõ ràng cặn kẽ. Đặc biệt là nói rõ với mọi người về danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Các vị cổ đức đã đúc kết lại cho chúng ta, kết lại một câu sau cùng. Pháp của tất cả chư Phật nói chính là A-di-đà Phật. Cho nên, niệm một câu A-di-đà Phật này triển khai ra chính là tất cả Pháp. Niệm một câu A-di-đà Phật này chính là đọc tụng Đại Thừa, thật viên mãn. Chúng ta gặp mọi người khuyên họ niệm A-di-đà Phật chính là khuyên người tiến tu. Cho nên chúng ta nghĩ xem xét tường tận thì thấy người ấy tất cả đều viên mãn. Ba điều phước không thể thiếu điều nào, vậy cũng khó trách người ấy niệm Phật được vãng sanh, sẽ biết trước giờ lâm chung. Những lời giáo huấn quý báu này chúng ta phải ghi nhớ, nhớ cho kỹ, chăm chỉ thực hành. Nhất định không thể lơ là. Tại sao? Quý vị đều đã biết, tai họa thời nay rất nhiều, không biết chúng ta sẽ chết lúc nào, cũng không biết chắc chắn là chết ở đâu, không biết chết kiểu gì. Sẽ có người trợ niệm cho quý vị chăng? Nương vào người trợ niệm không đảm bảo tí nào. Phương pháp an toàn nhất đó là chúng ta thực hành theo giáo pháp. Chính chúng ta phải quyết định chắc chắn vãng sanh. Bất luận ở thời điểm nào, cho dù đại họa đại nạn giáng xuống, cũng có thể ung dung tự tại. Thấy Phật liền vãng sanh. Được như vậy công phu của chúng ta mới gọi là đắc lực. Phải làm được điều này mới được. Tình thế như vậy mà niệm Phật được vãng sanh, ngày xưa cũng có người đạt được. Khi đại họa đại nạn xảy đến, chính chúng ta phải làm chủ chính mình. Công phu hoàn toàn trong đời sống thường ngày của chúng ta, thực sự thấu triệt và buông bỏ. Vì vậy chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, quan trọng nhất là tu cái gì? Đó là thanh tịnh tâm. Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, một bụi trần cũng không nhiễm. Trong cuộc sống an nhàn tự tại tùy duyên, thực sự buông hết tất cả thì sẽ tự tại tùy duyên, hoàn toàn không vướng mắc. Quý vị nhìn thấy khi bom nguyên tử nổ, giống như nhìn thấy bắn pháo hoa vậy, tự tại vãng sanh. Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn. Quý vị còn sợ gì nữa đây? Bom nguyên tử nổ là để chúc mừng chúng ta vãng sanh. Hân hoan chúc mừng vãng sanh mới phóng quả pháo lớn. Điều này là thật chứ không phải giả. Chính mình phải có công phu, phải vững chắc.
Nếu chúng ta ở trong cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh người và việc. Chỉ cần quý vị có chút vướng bận, thế là hỏng rồi. Ngày nay chúng ta gặp thời kỳ loạn lạc, không phải thời đại hưng thịnh thái bình, không còn thời gian để chờ đợi nữa. Nhất định phải buông bỏ tất cả, buông bỏ xuống vạn duyên. Chúng ta đợi bắn pháo hoa lớn chúc mừng vãng sanh. Tôi nói với quý vị, đó là lời chân thật. Vì thế, ít nhất là phải làm được tam phước. Đức Phật dạy chúng ta, tam phước này phải làm cho trọn vẹn, không được thiếu điều nào. Như thế mới gọi là yêu thích tin nhận tất cả pháp của Bậc Thánh. Chúng ta trong Pháp Đại Thừa chọn Pháp Môn Tịnh Độ để tu tập, hoặc là nương theo Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là nương theo Kinh A-di-đà, cho đến một đoạn ngắn nhất, hoặc nương theo Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương mà tu hành. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông gồm 240 chữ, nhất định sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. Nhưng quý vị phải nhớ, bất cứ pháp môn nào đều phải xây dựng trên nền tảng tam phước. Nếu lìa tam phước thì không phải Phật Pháp. Đời này quý vị không thể thành tựu. Từ đó có thể biết rằng chúng ta ở trong đời quá khứ, từ vô lượng kiếp đến nay, tuy gần gũi cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như thế, tam phước của chúng ta vẫn còn thiếu sót, chưa làm trọn vẹn. Cho nên ngày nay vẫn bị đọa lạc ở cõi này. Quý vị xem tiếp vị thứ sáu. Thiện tư duy âm thiên vương, đắc năng kinh kiếp trụ giảng thuyết nhất thiết địa, nghĩa cập phương tiện giải thoát môn. Đây là vị thứ sáu. Vị Bồ Tát này thị hiện để biểu hiện rõ sự biện tài vô ngại. Hoan hỷ giảng kinh diễn thuyết cho chúng sanh. Kinh kiếp trụ diễn thuyết, điều này rất khó. Kinh kiếp là nói về thời gian dài, không phải thời gian ngắn. Diễn thuyết, chúng ta phải hiểu rằng các ngài không chỉ nói cho chúng ta nghe, mà còn làm cho chúng ta thấy. Điều đó cũng nói lên đời sống và sự hành trì của họ. Nghĩa lý của Pháp mà họ chứng được, được biểu hiện toàn bộ trong cuộc sống. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, Thế Tôn thì hiện tám tướng thành đạo cho chúng ta thấy. Đó là diễn. 49 năm giảng kinh thuyết pháp, đó gọi là thuyết. Diễn là biểu diễn. Làm gương tốt cho chúng ta noi theo. Làm gương tốt cho chúng ta noi theo.
Đời sống là sinh hoạt của chư Phật Bồ Tát. Ngài làm cho chúng ta thấy công việc là công việc của chư Phật Bồ Tát, làm cho chúng ta xem. Giao tiếp, xử lý công việc, đối nhân xử thế cũng là làm gương để cho chúng ta xem. Nội dung trong Kinh Hoa Nghiêm càng phong phú hơn. Có 53 vị Phật Bồ Tát thị hiện nam nữ già trẻ, mỗi người mỗi hạnh nghiệp, tất cả đều là sinh hoạt của Bồ Tát, là hành trì của Bồ Tát, khiến cho chúng ta quán sát thể hội trong ấy. Thân phận của chúng ta như thế nào? Trong xã hội làm những công việc gì? Mình thì thân phận của chính mình, việc làm là việc làm hiện tại của chính mình. Làm như thế nào để giống khuôn mẫu của Bồ Tát? Điều này chính là nói với chúng ta sống cuộc sống của Bồ Tát, sống cuộc sống của chư Phật, không cần thay đổi thân phận của mình, không cần thay đổi việc làm của chúng ta. Chính ngay trong đời sống hiện tại, ở trong những việc làm hiện tại, chính là đang thực hành cuộc sống của Bồ Tát. Đó chính là diễn. Chúng ta tùy theo cơ duyên giáo hóa các bạn đồng tu, cùng thân phận, cùng chúng sanh, nói cho họ nghe. Vì thế, Hoa Nghiêm thực sự là một bộ sách giáo khoa vô cùng quý giá hiếm có. Ngày nay, nói về văn hóa đa nguyên, văn hóa đa nguyên là tài liệu tốt nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra điều đó cho chúng ta. Ngài dùng thời gian rất dài, kinh kiếp trụ diễn thuyết. Chúng ta phải phát tâm trường viễn, phải phát tâm bền bỉ. Chúng ta không chỉ một đời này làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà cả đời đời kiếp kiếp thường hành Bồ Tát Đạo, làm theo lời dạy của chư Phật Như Lai, giáo hóa chúng sanh không biết mệt nhọc, khiến cho Phật Pháp cửu trụ ở thế gian. Phần sau nói, Ngài diễn thuyết pháp môn gì? Đó là địa nghĩa. Địa là gì? Là thập địa Bồ Tát. Ngài giảng rất cao. Ngài giảng đạo lý thập địa, phương pháp tu học thập địa. Hai chữ này nếu tách ra làm sao để giảng? Địa là trí tuệ, đây chính là thượng địa Bồ Tát, chúng ta thường gọi là Mahātat. Tam hiền gọi là Bồ Tát, thập địa gọi là Mahātat. Điều đó biểu hiện rõ trí tuệ viên mãn của Bồ Tát. Đây không phải là Bồ Tát bình thường. Nghĩa chính là nói đến pháp thanh tịnh. Đại sư Thanh Lương giải thích cho chúng ta, đó là ly niệm. Siêu phàm nhập thánh,
Phàm phu còn có niệm, còn có niệm thì không thanh tịnh. Liền niệm mới thanh tịnh. Quả thực mà nói, Địa Thượng Bồ Tát mới thực sự liền niệm. Tam Hiền Bồ Tát so với chúng ta thì cũng tương đối liền niệm, nhưng so với Thượng Địa Bồ Tát thì họ chưa liền niệm, vẫn còn vọng tưởng. Trong Kinh Đại Thừa, chúng ta được học tập và nhận thức một thời gian dài như thế, tuy chúng ta không vào được cảnh giới ấy, nhưng được nghe Đức Phật giảng nhiều lần, nghe quen rồi, đại khái cũng có thể hiểu được trạng thái đó. Lục đạo là do vọng tưởng chấp trước tạo nên. Vọng tưởng chính là vô minh phiền não. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Nếu chúng ta đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian không chấp trước, vừa rồi tôi mới giảng cho quý vị, tất cả chúng sanh đều có một niệm sai lầm cơ bản, đó là khống chế người, việc, vật. Có ý niệm muốn chiếm hữu người, việc, vật. Ý niệm đó gọi là căn bản phiền não. Tham, sân, si, mạng sẽ khởi tác dụng. Chúng ta đoạn trừ kiến tư phiền não thì lục đạo cũng chấm dứt. Nhưng nếu quý vị còn vọng tưởng, phân biệt, lục đạo không còn nhưng vẫn còn tứ thánh pháp giới, chính là trong thập pháp giới còn có tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới từ đâu mà có? Vọng tưởng, phân biệt mà có. Quý vị có thể đoạn trừ phân biệt. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Thập pháp giới sẽ không còn. Lúc đó quý vị sẽ vượt ra ngoài thập pháp giới, sẽ chứng được nhất chân pháp giới. Đây chính là pháp thân đại sĩ trong Hội Hoa Nghiêm. Quý vị phải dùng chân tâm, không được dùng vọng tâm. Vọng tâm là gì? Đó chính là phân biệt chấp trước. Tuy dụng chân tâm, nhưng chân tâm này chưa viên mãn. Trong chân tâm còn mang theo vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Vô minh có dày mỏng khác nhau. Trong kinh Đức Phật có giảng cho chúng ta, vô minh chia làm 41 phẩm. Bồ Tát sơ trụ phá phẩm vô minh thứ nhất, còn lại 40 phẩm. Bồ Tát nhị trụ phá phẩm thứ hai, còn lại 39 phẩm. Phá hết vô minh chính là vọng tưởng đã diệt trừ hết, liền chứng cứu cánh viên mãn Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, từ sơ trụ cho đến sơ địa gồm có 31 cấp bậc, 41 phẩm vô minh. Ngài đã phá được 31 phẩm. Đây chính là Đại Bồ Tát. Không phải Bồ Tát bình thường, chính là Maha Tát, là Đăng Địa.
Trí tuệ này tuy chưa đạt được cứu cánh viên mãn, nhưng chúng ta cũng có thể gọi là viên mãn, vì rất gần với cứu cánh Phật quả. Vì thế địa là tượng trưng cho trí tuệ của thập địa Bồ Tát, nghĩa là tượng trưng cho sở đoạn của thập địa Bồ Tát, đoạn tất cả kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh, phá được 31 phẩm. Đây chính là ý của chữ nghĩa. Cũng chính là ý nghĩa ly niệm. Cập phương tiện môn. Địa nghĩa là tự lợi, phương tiện là lợi tha, giúp Tam Hiền Bồ Tát chứng thập địa pháp giới. Đây gọi là phương tiện môn. Từ đó có thể biết chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh thị hiện thuyết pháp đều gọi là phương tiện môn. Không những thuyết pháp mới là phương tiện môn, mà biểu diễn cũng là phương tiện môn. Nhưng nhất định phải lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không thể nói rằng họ làm việc không có ý nghĩa, tuyệt đối không có. Phàm phu làm việc có khi không có ý nghĩa, không có chút ý nghĩa nào. Vì nghiệp phàm phu có ba loại: thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp chính là không có chút ý nghĩa nào. Nói thiện cũng không được, nói ác cũng không đúng. Nhưng chư Phật Bồ Tát là ứng hóa thân, chắc chắn không rơi vào vô ký. Hay nói cách khác, họ làm bất cứ việc gì, biểu hiện bất cứ điều gì đều có ý nghĩa. Phàm phu chúng ta phiền não nghiệp chướng sâu nặng. Tuy sáu căn tiếp xúc, nhưng không thể hội được. Không những không thể hội được, mà có khi còn hiểu nhầm, hiểu sai. Hiểu nhầm, hiểu sai chính là tạo nghiệp. Miệng tuy không nói, thân tuy không làm, nhưng chính ý đã tạo nghiệp, khiến cho khẩu nghiệp, thân nghiệp càng nặng hơn. Chúng ta từ đâu có thể hiểu được? Đó là từ những người xung quanh chúng ta. Có rất nhiều chư Phật Bồ Tát hiện diện. Vì mắt thịt phàm phu nên chúng ta không biết. Không những quý vị không biết, mà chính các ngài cũng không biết. Tại sao chính mình không biết? Đó là sự thật, không phải giả. Ứng hóa thân của chư Phật Bồ Tát rất đa dạng. Chắc chắn chúng ta không thể nghĩ đến được. Các ngài có thể mượn thân hình này của chúng ta để ứng hóa, nhưng thời gian rất ngắn, chỉ trong vài phút, thậm chí chỉ vài giây thôi. Có khi thời gian dài một chút, nhưng không bao giờ đến một, hai tiếng, không còn nữa. Các ngài đã đi rồi. Thân hình này của chúng ta bị người khác dùng mà chính mình không biết. Chính mình không hiểu. Chúng ta nói chuyện tiếp xúc bạn bè, họ nghe chúng ta nói chuyện, xem chúng ta làm việc, họ đã được khai ngộ. Đâu phải là chính năng lực của chúng ta chứ? Lúc này họ có cảm, chư Phật Bồ Tát có ứng, mượn thân hình này của chúng ta, không biết nói gì, nhưng họ nghe hiểu, liền khai ngộ. Ngày xưa trong ngữ lục chúng ta thấy rất nhiều,
nghe người khác nói, hoặc nghe những âm thanh như tiếng gió động, mưa rào, thậm chí nghe người khác ca hát, đều có công án, họ liền khai ngộ. Người kia ngày nào cũng hát, người nghe không khai ngộ. Tại sao họ vào khoảng thời gian ấy, thời gian rất ngắn, nghe bài hát ấy, họ liền khai ngộ? Vì lúc ấy có chư Phật Bồ Tát gia hộ, mượn thân hình của người hát, nương âm thanh của chư Phật truyền đạt, cho nên họ khai ngộ. Cho nên xung quanh chúng ta có rất nhiều chư Phật Bồ Tát, quý vị làm sao biết được? Chính các ngài cũng không biết. Nhưng sự việc như thế rất nhiều, kể không bao giờ hết. Người giảng kinh trên pháp tòa cũng thường được chư Phật Bồ Tát mượn thân. Quý vị cho rằng những điều giảng này là do tôi nói ra chăng? Chắc chắn không phải. Nếu tôi nói thì tôi phải biết. Nhưng sau khi giảng xong, quý vị hỏi tôi giảng cái gì, tôi không biết cái gì cả. Hầu hết những vị giảng kinh đều có những kinh nghiệm này, mà còn nhiều hơn thế nữa. Quý vị nghĩ xem, cư sĩ Giang Vị Nông viết cuốn Viên Giác Kinh Thân Văn Ký, cuốn Viên Giác Kinh ấy là của Đế Nhàn Lão Pháp Sư giảng. Lão Pháp Sư giảng Kinh Viên Giác rất dụng công, chính Ngài viết giảng nghĩa, cho nên Ngài có cuốn Kinh Viên Giác giảng nghĩa. Giảng nghĩa là chính Lão Hòa Thượng viết, nhưng lúc giảng, có lúc một câu giảng nghĩa cũng không dùng đến. Đó gọi là tánh phát huy. Một số người nghe gom góp những điều Ngài giảng, nhóm cư sĩ ghi chép lại. Ngày thứ hai đưa cho Lão Hòa Thượng xem. Hòa Thượng xem xong nói, bài này giảng rất hay, đây là tôi giảng sao? Cư sĩ Giang thưa, đúng vậy, chính Hòa Thượng giảng. Hòa Thượng nói, tôi làm sao giảng được hay như thế? Khi ấy nhờ chư Phật Bồ Tát gia hộ Ngài, mượn thân hình của Ngài để giảng. Chúng sanh có duyên được nghe. Tại sao được chư Phật Bồ Tát gia hộ? Vì trong những chúng sanh nghe có người cảm, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Những người nghe chắc chắn có người được lợi ích. Trong cửa Phật không bỏ một ai. Dù có một người nghe ngộ, chư Phật Bồ Tát cũng không bỏ họ. Cho nên chúng ta cần phải phát tâm. Phát tâm gì? Đó là phát tâm đem thân hình mình giao phó cho chư Phật Bồ Tát dùng. Đừng keo kiệt. Quý vị phải phát tâm đem thân hình giao cho chư Phật Bồ Tát sử dụng. Nói theo kiểu thông thường thì quý vị được Phật Bồ Tát gia trì. Được gia trì thì tâm của chúng ta rất thoải mái, rất vui. Trên thực tế thì được chư Phật Bồ Tát sử dụng. Cả hai đều được lợi ích. Chư Phật Bồ Tát không có nói hình tướng này vì các ngài không thể biểu đạt, cần phải mượn hình tướng để biểu đạt. Đây gọi là phương tiện. Vì thế trong ý nghĩa phương tiện, nó rộng lớn vô hạn. Điều này muốn nói Bồ Tát dùng biện tài vô tận, diễn thuyết Phật Pháp vô tận. Phật Pháp vô tận, quý vị cần phải nhận thức kỹ càng. Đừng hiểu sai ý nghĩa. Nếu hiểu sai ý nghĩa thì quý vị phải nghiên cứu toàn bộ Đại Tạng Kinh. Thế thì tiêu rồi. Vô tận nghĩa là gì? Một bộ kinh.
thậm chí một đoạn kinh, cho đến bốn câu kệ, nghĩa lý thật vô tận. Quý vị phải hiểu được chỗ này, chúng ta mới thực sự khám phá được cánh cửa giải thoát. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Quý vị phải hiểu rõ, bất cứ bộ kinh nào đều có nghĩa lý vô tận. Bất cứ một bộ kinh nào, trong một đời chúng ta không thể nói hết. Đây là lời chân thật tôi nói với quý vị. Nếu thật sự khế nhập cảnh giới thì cũng chính là nói đến chỗ này. Quý vị ở trong pháp môn này mà được giải thoát, giải thoát chính là chứng quả, chính là kiến tánh. Sau khi kiến tánh, tự tánh chính là vô lượng nghĩa. Mỗi chữ mỗi câu đều là tự tánh, cho nên mỗi chữ mỗi câu đều là vô lượng nghĩa. Chỉ sợ quý vị không kiến tánh thì không có cách nào đạt được. Còn thực sự kiến tánh thì mỗi chữ mỗi câu đều là vô lượng nghĩa. Phật pháp không giống với thế gian pháp. Mục đích tu học Phật pháp là nhất định phải minh tâm kiến tánh. Nhưng minh tâm kiến tánh thì các vị nên biết, nhất định phải buông bỏ các thứ làm chướng ngại tự tánh. Chướng ngại tự tánh là gì? Đức Phật giảng trong Xuất Hiện Phẩm rất hay. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Trí tuệ của Như Lai là trí tuệ chân thật cứu cánh viên mãn. Chúng ta cũng có cái đức của Như Lai, vạn đức vạn năng. Cũng có tướng của Như Lai, thiền biến vạn hóa. Tùy theo tâm chúng sanh mà ứng hiện ra như thế. Chúng ta đều có tất cả. Tại sao bây giờ hoàn toàn không có? Đức Phật dạy, chỉ cần có vọng tưởng chấp trước thì không thể chứng được. Câu nói này là Đức Phật nói rõ căn bệnh của chúng ta. Vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên tự tánh của chúng ta không giống với chư Phật Như Lai. Đức năng trí tuệ viên mãn không thể hiển hiện. Chúng ta muốn hiển hiện thì phải giống với chư Phật Như Lai, nhất định buông bỏ tất cả chướng ngại, như thế mới đạt được. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.